Con chó được nuôi cùng với con người ngoài mục đích làm thú cưng. Vai trò là con vật giữ nhà do bản tính trung thành của mình. Một số nơi chó còn tham gia giúp con người đuổi các loài gặm nhấm. Có khiếu giác rất tốt, chúng có thể dẫn đường trong các cuộc. Hay chăn thả gia súc. Bò là gia súc con người nuôi để lấy thịt, lấy sữa. Đây là hai nguồn thực phẩm cung cấp protein quan trọng bậc nhất đối với con người. Bò còn được nuôi để lấy sức kéo trong nông nghiệp. Con ngựa. Vai trò của con ngựa đặc biệt quan trọng. Ngựa nuôi là vật cưỡi phục vụ đi lại.
thôi. Trong trận chiến. Vịt là nghỉ ngơi, nửa kia vẫn... Con vịt là một loại gia cầm. Bàn chân có màng được thiết kế để bơi. Bàn chân có màng của chúng hoạt động giống như và ngọn. Chúng cũng có cổ và cánh ngắn hơn.